thí sinh đầu tiên mà Kỳ Quang nêu tên sau đây sẽ phải rời khỏi cuộc thi. Thí sinh Vân Trang. Thật sự là rất là hồi hộp, bởi vì cả ba thí sinh, cả Vân Trang nữa, Hồng Thủy, Thùy Vân và Vân Trang đều là những cái thí sinh với những cái phong cách rất là khác biệt nhau, và các bạn làm việc rất là nghiêm túc. Và không để cho tất cả các bạn chờ đợi lâu nữa, và thí sinh đạt giải, thí sinh phong cách nhất của chương trình ngày hôm nay chính là Hồng Thủy. Chúc mừng bạn. Các bạn thân mến, thí sinh Hồng Thủy là người chiến thắng chương trình ngày hôm nay, và cô sẽ nhận được một cúp lưu niệm, một phần quà từ ban tổ chức. Và đây thêm một phần quà nữa dành cho bạn, một sản phẩm từ đến từ nhãn hàng Tommy Hilfiger. Và các bạn thân mến, chương trình Style Star của Gia Quang TV đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.